Rất vui mừng được gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình Biển đảo Tổ quốc tuần này. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân là chương trình cụ thể hóa công tác dân vận của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Chương trình gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của lực lượng, thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của phong trào thi đua dân vận khéo và là dấu ấn riêng của những người lính cảnh sát biển. Sau 3 năm thực hiện, kết quả của chương trình đã khẳng định sự đổi mới, sáng tạo, cụ thể và thiết thực trong công tác dân vận, từ đó giúp lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành, tiếp sức cho ngư dân vươn khơi, bám biển, lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một người đàn ông mất đi hai người em ruột và toàn bộ tài sản chỉ trong một chuyến ra khơi. Một người cha không bao giờ thấy lại các con trai mình vì thân xác họ đã bị cuốn vào lòng biển. Và những ngư dân này vì không có kiến thức về các quy định khai thác đã tự đẩy mình vào tình thế khó. Khi bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, tàu bị đâm chìm. Tất cả khiến cuộc mưu sinh của ngư dân, những thành viên không thể thiếu trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc trở nên gian truân. Nhưng còn biển là còn ra khơi. Ngư dân bao đời nay vẫn vững vàng với quyết tâm đó, bởi đồng hành với họ là các lực lượng chức năng trên biển, trong đó có những người lính cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 14 tháng 7 năm 2019, tàu QNG-90499TS ở Quảng Ngãi bị chết máy khi đang đánh bắt trên biển. Lại đúng ngày sóng to nên tàu bị sóng đánh đứt dây neo, dạt vào bãi cạn nhiều ngày. Khi tàu phát tín hiệu cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã điều tàu ra cứu, hỗ trợ sửa chữa máy và lai kéo tàu vào bờ an toàn. Ngày 3 tháng 2 năm 2018, tàu Cảnh sát biển 9001 đang làm nhiệm vụ trên biển thì nhận được thông tin tàu cá BTH-97525TS bị sóng đánh chìm. Trên tàu có 12 ngư dân. Sau gần 4 tiếng đồng hồ hành trình trong điều kiện sóng gió cấp 7, cấp 8, tàu Cảnh sát biển 9001 đã tiếp cận được tàu BTH-97525TS. Mặc dù biển động mạnh, nhưng tất cả cán bộ chiến sĩ trên tàu đã nhanh chóng triển khai các phương án cứu nạn, quyết tâm cứu vớt bằng được toàn bộ ngư dân gặp nạn lên tàu Cảnh sát biển 9001. 12 anh em là cũng nghĩ là có vô này chắc chết. Tại vì sóng to quá là coi như đâu có tàu ghi đâu mà mình biết mình được. Còn ghi nói chung là mình đu được một ở trên thôi, nhỏ thôi. Đó là cái anh em nó trùm sóng nó trùm que trùm lại thôi. Đó là cái đó chiều nếu mà cầu cánh sẹo biển tới là chắc chết thôi. Còn đây là hình ảnh gần 1.000 ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Indonesia bị lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ năm 2017. Phương tiện và ngư cụ trị giá hàng tỷ đồng bị tịch thu, thậm chí bị phá hủy. Lực lượng cảnh sát biển đã tiếp nhận và đưa toàn bộ ngư dân về Việt Nam. Và còn rất nhiều những tình huống nữa, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã đồng hành tiếp sức với ngư dân khi gặp sự cố trên biển, giúp họ vơi bớt phần nào khó khăn. Ra khơi thì bây giờ an toàn lắm, cảnh sát biển đồ anh em biên phòng đồ đội có cái gì là tạm ứng giúp đỡ thì hả, có được gọi điện thoại là có liền trực tiếp, nên ở đây giờ khỏe lắm, có cái này không có gì phải lo ngại, có tất cả là thành phố Hồ Chí Minh đồ biên phòng, giờ có cảnh sát biển nữa là giúp đỡ cho anh em chúng tôi vượt lên, không có còn gì để sợ nữa. Không chỉ hỗ trợ ngư dân trên biển, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam còn đồng hành với ngư dân một cách toàn diện và có chiều sâu hơn. Bởi vậy, mô hình đồng hành với ngư dân đã ra đời, bắt đầu triển khai từ năm 2017. Phương thức thực hiện của mô hình ngay từ khi triển khai đã được xác định rõ. Lấy đầu mối các hải đội thuộc Bộ Tư lệnh các vùng cảnh sát biển, kết nghĩa với một xã hoặc huyện đảo. Vì các xã hoặc huyện đảo là những địa bàn biệt lập với đất liền, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt hải sản, đa số còn khó khăn, thiếu hiểu biết về pháp luật. Không những thế, nhiều xã, huyện đảo
còn có các âu tàu thu hút nhiều tàu đánh cá từ các địa phương khác đến neo đậu. Nhờ vậy, đối tượng của mô hình được mở rộng hơn. Đây chính là nét đặc trưng, nét sáng tạo của mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Tuyên truyền pháp luật là một trong những nội dung chính mà mô hình thực hiện. Công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Luật Biển các nước có vùng biển giáp danh với Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017, Luật Cảnh sát biển Việt Nam được những người lính cảnh sát biển tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức khác nhau. Nói chuyện, phát tờ rơi, phát sổ tay pháp luật hay tổ chức cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cho hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân và học sinh các địa bàn xã, huyện đảo. Tất cả hướng tới mục tiêu, ngư dân được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật, nhờ đó mà vững vàng khi khai thác trên biển. Nhưng chúng tôi lấy nội dung tuyên truyền giáo dục là hàng đầu, và nhất là tuyên truyền về pháp luật cho ngư dân để những ngư dân hiểu rõ về luật biển của Việt Nam và luật biển quốc tế và luật biển của các nước có vùng giáp danh, vùng trồng đấn với biển Việt Nam, để ngư dân khi hành nghề trên biển để hiểu rõ được luật biển để thực hiện nhiệm vụ của mình và đồng thời cũng không vi phạm vùng biển nước ngoài để trong quá trình đánh bắt hải sản, để ảnh hưởng đến thiệt hại kinh tế của ngư dân cũng như ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, chương trình còn huy động kinh phí từ các nguồn xã hội hóa để thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ ngư dân nghèo, học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh cho ngư dân, tặng tủ thuốc, tặng cờ, nhu yếu phẩm cho tàu ngư dân. Mỗi một lần cảnh sát biển ra thì như ngày hội của những ngư dân ở đây, thay mặt cho lãnh đạo huyện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn lực lượng cảnh sát biển đã luôn đồng hành cùng ngư dân chúng tôi. Một hoạt động thiết thực khác được lực lượng duy trì thực hiện trong mỗi hành trình đồng hành với ngư dân, đó là hướng dẫn ngư dân cách sơ cấp cứu, cách cứu người đuối nước trong các điều kiện sóng gió khác nhau. Tình huống giả định được dàn dựng như thật, hướng dẫn chi tiết, cụ thể, khoa học, dễ hiểu. Đó là cách để cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển hỗ trợ ngư dân một cách thiết thực. Hầu đó là chỉ là sóc nước là ấy đồ cho nó hết nước ra thôi. Dầu còn mà cái mà tho tim đồ đâu hiểu đó, tới vụ đó đâu. Mạch này là cũng không biết là bắt mạch như thế nào là sao. Là chỉ miễn sao cho nước ra, còn sống được hay không sống thì cái chuyện đó là do ấy thôi. Chứ hầu nào giờ là không có cái tình huống như này, theo cái này là có khoa học hiện tại giờ. Hầu đó là giờ là theo kinh nghiệm của dân gian thôi. Với những đánh giá cao về hiệu quả của mô hình, năm 2019, mô hình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân được nâng lên thành chương trình để công tác thực hiện được bài bản toàn diện hơn. Lực lượng cũng ký kết chương trình phối hợp với nhiều tỉnh thành ven biển để có nhiều hơn nữa ngư dân được đồng hành. Thổ Chu, Phú Quốc, Phú Quý, Côn Đảo, Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ và còn nhiều những đảo xa, những địa phương ven biển nữa đã và sẽ là điểm đến của chương trình. Năm 2020, đại dịch COVID-19 làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân cả nước. Không đứng ngoài cuộc, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam đã đồng hành với người dân các tỉnh thành ven biển. Tuyên truyền về phòng chống dịch cho trên 11.000 lượt người, phát 22.000 tờ rơi, tặng nhân dân, ngư dân, hơn 4.000 xuất quà, hơn 45.000 khẩu trang kháng khuẩn, gần 7.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, gần 14.000 kg gạo. Vượt qua khó khăn mùa dịch, các tổ đội tuyên truyền vẫn tổ chức tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác IUU, hướng tới việc khắc phục thẻ vàng của EC, đồng thời tiếp tục huy động kinh phí từ các mạnh thường quân để tổ chức tri ân gia đình chính sách, động viên ngư dân kịp thời. Bác Hồ dạy là dễ một lần không dân cũng chịu, khó dân là dân liệu là xong. Mà cảnh sát biển bám dân và dân bám cảnh sát biển. Cảnh sát biển là một lực lượng là hết sức là đáng tin cậy của nhân dân. Người nhân dân họ tin cậy lắm, họ đi trên biển mà họ nhìn thấy cái lá cờ của tổ quốc trên một cái chiếc tàu của các hải đội của các cháu thì là nó là trở thành một niềm tin vững chắc. Người dân là cần một cái điểm tựa khi khai thác trên biển. Và khi mà chúng ta có công tác tuyên truyền vận động tốt thì người dân cũng sẽ trở thành một chiến sĩ bảo vệ chủ vững chắc chủ quyền biển đảo, cũng như là chúng ta cũng ngăn chặn những cái hoạt động mà phá trái pháp luật trên biển. Với việc thực hiện chương trình đồng hành với ngư dân, những người lính cảnh sát biển Việt Nam thêm khẳng định ý nghĩa câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dù cuộc mưu sinh nhọc nhằn, hàng triệu ngư dân đất Việt vẫn theo gió căng buồm. Còn biển thì còn ra khơi, nơi nào có biển Việt Nam, nơi ấy lá cờ Tổ quốc sẽ tung bay trên những thân tàu, vì họ biết dõi theo họ là những người lính không quản ngại gian khổ hiểm nguy.